Đi. Đi dậy, dậy, dậy. Chích đâm đi. Không biết chạy ra ngoài rồi kìa. Trời ơi, vợ chuẩn bị đi mà không chịu nói tới. Nói chung á, chức là kiểu chức đang muốn kéo dài thời gian để con Cúng Nguyện có kêu lại không? Trời ơi, kêu lại à. Mừng quá lớn á. Kêu lại mừng quá lớn luôn mấy con. Làm gì làm mình cũng phải sống, mình có tình, có nghĩa gì chứ. Em cúi đầu chờ ân huệ. Em cộng đồng bỏ qua cho anh. Đi vô. Đừng bỏ anh mà em. Chị à. Trời ơi, lo không biết không à. Alo, cúi không? Nó khỏe là nó giống kéo gì không anh? Cúi mà à, cứ ầm là con biết khác đi, cúi ầm là đi rồi. Nhà bye bye mẹ đi, mẹ. Bye bye mẹ đi, gặp mẹ lần cuối à. Trời ơi. Cả nhà này. Trời ơi, đi dây. Hung cái đi, hung cái đi mẹ. Con đi hung cái đi. Ê trời ơi, đừng dựng cá chém khớp. Ôi chứ, dựng cá chém khớp. Giác nhỏ đi dây. Thì chứ cầm lên đi. Nhỏ lên đi chứ. Lắm. Hồi trước không cầm, ai cầm đồ đồ của gì chức mà giấc giờ chứ cầm kéo gần cái mà con chụp lắm mình cũng lập cái hình là tiêu đề cho nó còn nổi chứ rồi chứ bỏ kim chích chưa chưa ờ rồi lấy kim chích lấy hết đi cái gì chứ hay có màng còn để quên đồ qua lấy lại kim chích mà đâu ai ai tử về đâu đó con gà ủa rắc lại chứ gì lên cái cáo kê đi ca mà không có đi ca luôn không có ca hay gì nữa đây á ổng dứ cái lồn gì nó đó đủ quá rồi đánh đi chết mẹ hồi xưa đấm ho ra máu giờ nắng lát rồi mình tụ mình đi ca anh mừng đi ủa gì anh bảo anh bên ai anh bảo rồi chuyện gì chức giờ cái anh đòi anh ăn mừng luôn không có bên ai hết trơn nhưng mà anh bên cái cục này à, nói chung là coi như thuận buồn xuôi gió đi nó tới đâu thì mình vẫn vui vẻ là được rồi đúng không anh. Trời ơi, nó mừng lắm cho mọi người, nó mừng kia chứ cái đi khỏi căn nhà lắm cho mọi người đó, nó chạy nhỏ. Trời ơi, nó chạy. Nó chạy như 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 một đứa trẻ, nghe không? Đó, nó mừng. Nè, đang kiếm. Nói rồi, chết còn cuối gì đó. Hồi vẫn đứng hước 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 lên ngoài làm gì chứ. Mày muốn đứng cái. Ngồi lấy xíu đi, ngồi lấy xíu mình về. Đi. Đi cao ra chút đi tới về luôn. Không. Đi cao rồi mình về. Về chứ, về. Đó. Trời ơi, nó mừng, nó mừng, nó mừng. Trời ơi. Chúng hộ chúng biết số vậy. Trời ơi, ngày này đã tới rồi cuối cùng. Mọi người ơi, ai ai mà đồng ý sự ra đi quý vị trước thì cầm lên số 1 cho mọi người. Ok, đi tối về luôn. Không, chứ không nghĩ có ngày hôm nay luôn á thiệt đó. Coi chừng lộ hàng. Thôi, rớt đừng khóc. Thôi đừng khóc. Bình phải gì bình tĩnh. Ôi, chứ có nghĩ được cái ngày hôm nay như vậy không? Bị đuổi không? Bị sợ luôn á. Chưa nắm cái gian không mà. Dạ. Có hai đứa gái ngọt quỷ hí nha mọi người. Đó, đó bảnh. Ở kính này chiếc đội cốc này nhìn giống lai Ấn Độ quá ha. Tự bao muốn là độ mà đi chứ Ấn Độ hay chế độ Ấn Độ đi. Rồi đi 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 đó giờ ôi ở cẩm gì về cái gì để cái bên đó bên gì vậy ờ anh cứ nguyện mới bay gì chứ cái ơi tạm biệt rồi anh cứ nguyện tạm cứ nguyện tạm biệt vợ rồi chào nhà khi ra đi mà ngã một phòng cái giỏ màu hồng luôn nha mọi người đúng rồi đó. Cầm cái giỏ lên thì nhất còn ta cho người thấy chứ mày trở về nghe gà con nhỏ nhất nhìn tới nhà luôn đi bỏ cái giỏ thì chết ra đi nha mọi người chúng ta đi nha không còn gì để lưu luyến nữa giúp để giỏ sáng vô nè đó bây giờ con chụp tấm hình cho giúp nè rồi giờ anh gà sẽ là người trực tiếp đưa chức rồi bây giờ cái lúc đến cho mọi người giờ trở chức về nha mọi người chức cho anh có hỏi cuối cùng anh còn lời gì đó anh cũng quên rồi im luôn không trả lời luôn là hiểu không rồi anh phanh tay luôn mọi người ơi rồi đi đại đi chờ đỡ cái nặng cặn quá bye bye mọi người nha cái lúc đến cho mọi người rồi giờ nhau giấc có ai rồi đi chứ bye. Em về hậu kỷ nha. Em mới về hậu kỷ nha. Còn đi. Chắc nó còn đi nữa. Cút này nhớ cái con luôn hả? Rồi vậy. Đi về trước đi. Với con đâu rồi? Dạ đi. Bye bye luôn rồi. Con gái lớn bye bye anh dậu luôn rồi. Bye bye con người đó. Ha ha ha.
Đó giờ anh Tuấn Nguyễn ảnh đang bị xì chết lắm nha, dạng ảnh bị hồi máu cái gì bị nó áp áp lực gì chứ, gánh nặng đồng tiền. Sáu rưỡi em đi làm rồi, em đi rồi. Sáu sáng đi Bình Dương. Hai cho con đang nói chuyện nhỏ nhỏ thôi, đừng quay lên hơn cái cậy quá. À, nhức đầu quá, ngân hàng mà nó làm gì hoài là em hết ăn Tết. Vô tức xuống uống cà phê nó đây để em với ba em nhậu. Đi đi Hương Trần ơi. Mày không dẫn đi chưa đẩy được thôi, mày đi mẹ. Đỡ cầm máy quá. Đúng rồi, chiên khô của anh Hưng lên ăn được rồi đó. Anh chưa bán mà kêu chiên lên anh ăn luôn. Anh mua khô đúng không? Anh có mua ăn thử mà. Anh mua lạp xưởng. Này của Bảo. Của Bảo. Còn nữa. Khô cá đồ, khô cá dứa là của anh Bảo, còn lạp xưởng của anh Hưng. Chiên lên nó ăn ngon. Dạ. Anh chiên lên làm Đài Loan đi Thư ơi. Nhức đầu quá. Xin nghỉ nhức đầu quá. Thôi không với tàu xuống đi. Anh uống thuốc căng lực vô anh về lâu đi. Giờ á, giờ làm ăn này rồi, giờ anh đổi phong thủy đó anh. Ủa gì sáng cho bán đất bán mua trồng sáu mấy bán có trồng bà. Trời ơi căng quá. Ba mấy tỷ. Mà có bán được đâu, nó trả cho mỗi cái. Tình hình rất là căng thẳng nha kinh tế giờ. Thơ cắt miếng bự đó, Thơ đừng cắt cái chảo nhỏ chiên nó không có bị lạ khô. Khô lắm của anh á Thơ. Bảo ơi, bữa hổm ta mua rồi má ơi. Mua hai con á, ăn con. Đúng rồi, bữa anh còn con mà. Trời ơi, nâng thân. Mới nhập hàng con chưa lấy lại nữa. Chưa gì, hiểu lầm không anh? Đó. Anh lần anh không có kiểm soát mạng. Dẫn đi chơi đẩy thì không dẫn. Ăn xong người ta nói rồi chứ, ăn xong rồi chứ lẽ lần. Thích cận của anh Bảo còn anh chắc là đẩy luôn. Bữa ăn nửa cô nửa ký cô gì lạp xưởng của Hương Trần còn nửa ký nữa mà. Trần mua 300 đồng. Tới giờ làm vài lon hả anh Cứ Nguyễn? Vài lon chưa bấm xà két đi nhức đầu quá. Có mà chết đi rồi cái nhà nó im lặng nó khỏe gì đâu rồi có cái miệng mãi giống như cái lo phát thanh vậy ăn chặt cho bả la chứ này đi về nhà nhức đầu luôn á trời. Đó chị Quyền thì đang lúc nào cũng chốt đơn cho chị Chức nha. Đó giờ mà bự á tại khô mình khô tươi á, mình cắt miếng bự bự á, chở nó không có bị rớt, không nhỏ, không có bị dụng ra. Sẵn qua cái clip này anh Trần tuyên bố gì trước mặt bán khô rồi Hưng Trần nghĩ vô cái khô gắn chịu nha. Anh làm sao anh khuyên vợ anh lại? Khuyên vậy sao nói nó giống như đổ đồ dịch cho phiên cái lồng tòe. Nói chung là phải chịu được. Thì Hưng Trần làm đúng không? Hưng Trần làm em hồng hành luôn. Ok. Ừ. Ai trả lương thì em làm. Ngộ quá. Hưng Trần quảng cáo thì chịu quyền dạ. Tốt hơn. Bây giờ là nói đặt không sẵn tin là nói mình cắn nhắc giết gì đây. Nói mẹ là trả lương đi. Anh trả lương em nhiều. Ok. Em làm bình thường. Không ai nói gì em á. Cũng ai hiền nè anh. Chừng nào mà bà Chất bà tuyên bố một câu mà không bán khô nữa thì Hưng Trần cũng tuyên bố được đó. Bây giờ cái gì nó cũng có trước có sau em nghe không? Rồi Hưng Trần trả lương cho em nha. Ok. Rồi ok. Thì okay. Làm ăn là phải có người cái này đường kia chứ không phải giống như Chất muốn ôm vô hết mình đâu. Chứ để đó em ăn nước không rồi đâu chị thiên hạ rồi cắn tiền đó là ấy. Đúng rồi. Ai làm trả lương là em làm mà. Tại vì bây giờ em đang thất nghiệp. Ok. Ok. Có cái gì nó cũng có giai đoạn nha, giai đoạn này qua cái giai đoạn khác tới thôi. Nói chung là cũng là gì chất cắt là bên đây là nhảy vô để bán cho biết cục để cho những cái mối giữ lại mối hết nha cả nhà. Giai đoạn khô vài bữa giai đoạn khác thì mình phát triển hơn nữa mà mình phát triển
à, khô bò, khô mực, khô gì đủ thứ đã ra bán rồi luôn là phải bài đủ thứ đúng chứ. Ê, cái này là mình bán, là mình bán thì cái tự gì mình đặt logo rồi đó nha anh Hưng. Đặt logo rồi đó, để tên gì bà chức chứ gì, bà chức vlog, bà chức bình thường chị chức bắt khô trên gói khô. Lần sau quý vị mua thì sẽ có cái tên là vị chức bán khô nha quý vị. Đặt logo rồi thì vài ngày nữa logo về thì trên mỗi cái sản phẩm thì sẽ có cái logo. Rồi chức lên đây là chức chức mới uống cà phê xong chức giờ lên đây nha, bắt đầu bắt đầu muốn đập dọn đồ về. Bây giờ vẫn nhậu hả? Má nhậu hết đi, còn ai cùng đem bán từ đến dưới. À, ủa mà gì chứ? Rồi lát gì chứ dọn đồ về hay sao? Ừ, lại trở về. Rồi. Một đi không bao giờ trở lại. Giờ chứ muốn muốn chọn gì lấy cái tủ lạnh không? Không, lấy máy cốp trước bán rồi. À, lấy cốp bán cho nó. Mua nhiều. Ôi giờ. Mua nhiều. Giờ chứ bán online đi, ai mà mua chứ kêu qua đây lấy luôn. Rồi chuyển tiền cho gì chứ? Ôi chức ăn đang khô cái dứa ngon chứ. Ăn từ từ thôi, nóng phỏng miệng đó, phỏng lưỡi đó. Ôi chức đang thưởng thức sản phẩm của mình bán nha. Ủa anh gà đâu gì chứ? Anh nóng lên hả? Đó chức ngồi đây ăn thì mọi người đây vẫn đang nhậu. Gì chứ? Kỳ vậy? Có chừng mắt nghẹn như chứ. Mặc đồ mình nóng quá, vô cắm cái mặc đồ bộ cắm hoài vậy. Ôi đừng có cắm hoài, nước vô phổi đi chứ ơi. Chết hả? Tuổi lớn rồi đừng có cắm hoài. Nóng quá. À, ăn nhậu lại phá bụng máy dẹp hết dần nha. Ôi chức giống quản gia đây trời. Đồ ọc là đưa chồng ăn. Còn xài cho chồng ăn. Đó là mày làm rồi về mà vẫn lo cho chồng. Nó đuổi thì mình đi. Nó đuổi thì mình đi hả? Đuổi tụi mình đi. Sao mày sao tiền tao trả cho bà Sương với bà Sinh, sao mày không trả tao? Mày ra mày đòi tiền tao hoài, tao làm ăn tao không lên chứ có mỏi lộn mày nữa. Rồi gom đồ đi về đây. Rồi đưa tiền đi, đi về đi. Hỏi đuổi mùa của tao đi chơi mà. Đợi tao bán khô hết đi ra qua kèm gái lớn. Trời ơi, bán khô hết đi. Gái lớn là mẹ mới được lấy tiền lại. Đúng rồi, cũng phải có một chút rồi là con cơm mới, có cơm mới làm được cho chị là mẹ đó chứ. Đó đánh trống lãng liền. Mẹ kiếm cơm luôn, mẹ không cho con cháu nữa. 20 tỷ là gì? Chịu đi. À, đưa làng chịu đi, bù lỗ đúng không? Được đúng không? Ơi chứ có gì nói chồng không, giờ chồng đuổi chức về này chứ. Tao thằng mặt luôn. Tại vì chứ không học khẩu vị thôi. Giới thiệu tao ba lần lỗ hết ba lần. Ba lần lỗ hết ba lần luôn á, căng gì cả. Trời ơi con gì mẹ. Gì? Cá chim biển hay gì chứ? Chích tay toàn 20. Rồi vô đây rồi nè, để con chích cho. Chích lúc mới có 12 giờ trưa đó. Ôi chích bị mệt hay sao mà chích rồi chích. Giờ này 4 giờ rưỡi mày cùng hả mày? Giờ này 5 giờ rồi. Rồi càng uống càng khỏe đôi anh Bảo. Nói chung anh Bảo đi đường dài được.
em muốn chừng 4 năm 5 con này mệt lắm. 4 con 5 con mà kêu em nghỉ cái là em đứng giữa tường luôn á, đi đến nổi luôn á. Thôi giờ mà anh bảo uống 2 lon sau này đổi với anh 20 lon rồi nó khác. Này mà 2 lon anh đổi giùm, bữa anh uống 5-6 lon anh thấy em chưa đổ luôn á. Không, anh uống mà đổ mau lắm, 4-5 lon anh đổ. Trời ơi, 2 bữa lon nó ử. Xong rồi lát cái mặt anh trắng rồi anh uống được. Lâu lắm rồi, uống nó ăn rồi. Hôm nay nhậu đơn giản nha, cá khô cá dứa với đồ ăn nãy chưa nấu, khổ qua với xoài thôi. Gia đình ấm áp luôn. Ngồi có người mời đi ăn buffet nè. Bị gì vậy? À, nói chung cái đó mình phải tỉa gọn lại đúng không? Nói chung tiền nào của đó gia đình. Nếu cái này đúng không biết ngoài nhiêu con.